Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Ngày hôm nay, tuổi trẻ mùa xuân. Đâu cần thanh niên, thanh niên có việc gì khó cũng có thanh niên dưới sự lãnh đạo của đảng và các thế hệ thanh niên trong trong cả những khó khăn gian khổ, thanh niên đã từng toàn đảng dân tộc.